Má đi công chuyện, mấy đứa ở nhà coi tiệm nha. Bốn đứa mày mà đánh bại là không xong với tao đâu. Dạ. Ok, thoải mái. Hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi. Ba Bích nè. Heo nè. Ai cho mày về? Bà mới không được về. Tao là người thắng cuộc. 8 với xì trong tay tao, tụi mày tính ăn gian hả? Tao ăn hết.